Còn bây giờ Tết rồi mình đi phân bón lá sao được ta? À, mình đi chơi rồi mình đi nhậu rồi mình đi du lịch đồ các kiểu. Nhưng mà cái vườn lan của mình làm sao để cây lan của mình nó vẫn lực đẹp mập, không mất sức anh chị, và không rụng lá vàng mà không chết được. Hoa Lan Tâm Thiện mến chào cô chú và anh chị. Anh chị hiện tại cây lan của vườn Hoa Lan này đang rất là nhiều hoa luôn. Và cây lan vườn anh chị thì như thế nào anh chị? Và khi mình đang trong cái độ mà sắp Tết rồi, cây của mình đang có rất là nhiều hoa luôn. Mà mình nghĩ là mỗi ngày mình đi phân bón lá là đó là ngày thường mình đi phân bón lá. Còn bây giờ Tết rồi mình đi phân bón lá sao được ta? À, mình đi chơi rồi mình đi nhậu rồi mình đi du lịch đồ các kiểu. Nhưng mà cái vườn lan của mình làm sao để cây lan của mình nó vẫn lực đẹp mập, không mất sức anh chị, và không rụng lá vàng mà không chết được. Và sau khi mà mình cắt hoa thì nó vẫn ra hoa quanh năm được. Và cái độ mà mình cắt hoa xong rồi nó lại lên hoa tiếp á, thì mình phải làm sao khi mình đã có combo hoa rồi, hoặc là mình đã có những dòng phân bón lá khác, nhưng mà giờ mình không có rảnh để bón lá. Thì hôm nay em mách anh chị một cái cách nữa nha. Ngoài phân bón lá ra thì mình sẽ dùng một cái loại phân hỗ trợ cho mùa Tết này, để dùng cho những khi mình bận lắm mình không có bón phân được thì mình sẽ có phân bón gốc nha anh chị. Mình bỏ các dòng phân bón gốc ở thị trường đang có rất là nhiều loại luôn, nhưng mà mình không biết chọn loại nào phù hợp. Tại vì có những loại giống như ở trên thị trường ta hay nói là phân bón gốc nhiều dòng á, để dù cứ túi vậy thôi chứ nó thực sự ra thì để tác dụng nó không có nhiều, nó không có mang lại hiệu quả cao như mình mong muốn. Là mong muốn là cái điều gì, mình muốn cây mình dễ ra hoa và khi mình cắt bờ rồi thì dễ bật mầm gốc và lại thêm hoa tiếp. Đó mới là một loại phân gọi là mình cần thiết nhất mà mình giờ mình tìm loại nào đó. Thì vườn em đang có hai loại em hay dùng lắm cô chú anh chị. Em chia sẻ cô chú anh chị mình thử tham khảo thử, mình trải nghiệm thử, được thì mình dùng tiếp, còn không được thì mình có thể là mình tìm hiểu thêm những dòng lan, những cái dòng lan khác của những dòng phân bón khác đó, để cho nó phù hợp với cái lan của mình hơn. Nhưng mà nếu mùa này thì phải xài phân bón gốc là tuyệt vời cho cô chú anh chị. Em có phân Dolomite nè, em này á là cái nó là dạng túi, dạng để vô dạng túi, để em tháo ra ha, bóc siêu luôn nè. Đây. Nó là để trong một cái túi nhưng mà công dụng nó rất là tuyệt vời. Nó là của Úc anh chị. Vườn em thì không có xài cái túi này, em xài là nguyên một bao xá của nó là 25kg luôn. Còn cái này là nó đóng gói để vô túi gì luôn, rất là tiện để cho mình để vào chậu thiết kế như thế này đó. Công dụng của nó thì 3 tháng mới hết tác dụng luôn á cô chú anh chị, rất là tuyệt vời. Nó hơi bốc mùi một chút xíu, nhưng nó là dạng hữu cơ nên nó hơi bốc mùi, nhưng mà nó không phải là phân dơi hay là phân dê gì cả đó. 3 tháng mới hết tác dụng luôn nha. Sau 3 tháng thì mình có thể lấy cái túi này ra và mình để vào một cái túi nữa đó. Một cái gói này nó tới 36 gói lần, thông thường thì nó có 30 gói thôi anh chị, có 30 gói à. Mà do là Tết á, tặng thêm được 6 gói. Nếu anh chị trong dịp này anh chị mua cái gói này thì mình lời nè, mình được tặng 6 gói và cũng giá cũng rất là tốt. Thường á thì tới 100.000 lận, mà trong dịp Tết này tri ân có 90.000, rất là tuyệt vời luôn. Và mình còn một loại nữa, đó là phân bỏ gốc của Nhật. Em này là dạng viên nén, viên chì. Em này được cái là cực kỳ tốt luôn, là khi mình bỏ gốc trong giai đoạn cây có hoa hoặc là cây đang hoa và thời tiết lạnh như vậy là em này là gọi là 10 trên 10 điểm luôn. Tại vì nó có kim loại nhẹ, và được gọi là phân chì mà, đúng không anh chị? Có kim loại nhẹ thì nó sẽ giữ ấm cho thân lan mình trong mùa lạnh này luôn. Giống như anh chị mà ở ngoài Bắc á, nó giữ ấm được từ bên trong của thân lan mình luôn, thì cây lan mình đỡ phải vàng lá rồi rụng hoa nữa, và làm cho hoa mình nó cũng không có nhanh tàn, rất là tuyệt vời. Còn làm mọc cây nữa nha anh chị, em này là mọc cây phát triển rất là nhanh. Còn em này thì cũng công dụng y vậy luôn, nhưng mà nó không có công dụng làm giữ ấm cây thôi, nó cũng làm mập cây. Và khi mình cắt cái vỏ hoa xong rồi mình bỏ em này vô thì nó bật mầm gốc rất là nhanh luôn nè. Mình không có cần phải đi kích mầm hay là gì hết, nó vẫn bật cái mầm gốc lên luôn. Nên là khi mà cái dịp Tết này cô chú anh chị mình bận bịu quá, mình thử tham khảo
hai cái dòng này, hoặc là mình đi tìm một cái loại nào, hoặc là nhà mình đang sử dụng cái phân bón gốc nào đó, thì mình nhớ mình bỏ gốc vào đi, để tết nay mình bận quá không chăm cây được thì mình bỏ gốc vào lan để cho cây lan của mình tốt lực đẹp. Sau khi chơi hoa tết rồi mình cắt vòi, cái cây nó mọc lên cây con, còn thêm nữa là lên nhít rất nhiều vòi luôn, không cần phải kích to anh chị. Như vậy là mình chăm cây đạt rồi đó. Chúc cô chú anh chị chăm cây thành công. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem ạ.